tư thế lưng không di chuyển. Nằm thả lỏng trên sàn, chân gác lên một cái đệm hoặc một cái ghế. Hai bắp chân song song mặt đất, hai đầu gối tạo thành góc vuông 90 độ. Thả lỏng và giữ im trong 5 phút. 2. Tư thế tựa vai. Nằm xuống, lưng để trên sàn, chân và mông áp sát vào tường. Từ từ đẩy người lên để phần vai gáy chạm xuống sàn, đầu gối co lại, vuông góc trên tường. Giữ tư thế đó từ 15 đến 30 giây. 3. Tư thế anh hùng. Ngồi trên một cái gối hoặc một khối nào đó, đầu gối chạm nhau, hai bàn chân tách ra, xé các ngón chân sao cho ngón út chạm mặt đất, ngồi thẳng lưng, nâng hai cánh tay lên sao cho bàn tay này chạm vào cùi chỏ tay kia. 4. Tư thế plank. Nằm úp xuống sàn, hai chân rộng bằng hông, duỗi thẳng, dồn ngực vào đầu ngón chân, tựa lên mũi chân, hai tay mở rộng bằng vai, chống tay xuống sàn, cổ tay, bàn tay thẳng, giữ tư thế thẳng trong 60 giây. 5. Tư thế lao thấp người với vị trí tay khác nhau. Chuẩn bị, đứng thẳng trên thảm, từ từ bước chân trái lên phía trước, chân phải từ từ đẩy ra sau, chân trái gập gối lại, thân trên áp sát đùi chân trái, tay phải chống xuống thảm, song song chân trái, tay trái vươn về phía trước càng xa càng tốt, đổi bên, thực hiện tương tự. 6. Tư thế xoay người. Ngồi duỗi thẳng chân trên thảm, gập chân trái lại, áp sát đùi vào thân trên, tay phải ôm lấy chân trái, tay trái để phía sau chống xuống sàn, xoay phần thân trên về phía bên trái, giữ tư thế khoảng 10 đến 15 giây, đổi bên, thực hiện tương tự. 7. Tư thế xoay người kiểu hình nhân. Ngồi trên thảm, chân phải gót chạm mông, chân trái bàn chân chạm vào đùi và đầu gối chân phải, xoay người sang bên phải, nhưng mắt lại nhìn sang trái, tay phải đặt trên đầu gối chân trái, tay trái để sau lưng chống xuống sàn, giữ tư thế, đổi bên, thực hiện tương tự. 8. Tư thế trái núi. Đứng thẳng, hai bàn chân sát nhau, hai bàn tay vuông dọc và úp vào hai bên thân. Bám chặt hai bàn chân trên đất, thắt bụng vào, kéo giãn hai chân và thân người về phía trên, nâng xương ức và mở rộng lồng ngực, hít thở nhẹ nhàng. 9. Tư thế tam giác. Đứng ở thế trái núi, hai tay thẳng và xuôi xuống hai bên hông, dang hai chân ra xa vừa tầm, đồng thời đưa hai tay song song với mặt đất, thở ra, nghiêng mình sang bên phải, hai tay thẳng hàng. Hít vào khi kéo giãn nách, thở ra khi quay đầu, nhìn bàn tay trái, trở về vị trí cũ, tập lại về phía bên kia. 10. Tư thế lạc đà. Quỳ gối, hai chân và bàn chân chạm nhau, chống hai tay lên hông, hít vào và ngửa đầu ra sau. Thở ra đồng thời đưa một tay xuống gót chân, kéo giãn người ra sau, hít vào và kéo thẳng lưng lại. 11. Ngồi vặn người. Ngồi trên thảm xếp bằng hai chân, đưa chân trái chạm gót vào mông phải, chân phải gập, bàn chân để ngoài đầu gối trái, tay phải để sau mông, chống xuống sàn, cùi chỏ tay trái để lên đùi trái, vặn người sang trái, giữ im 5 nhịp thở rồi đổi bên. 12. Động tác nửa bánh xe. Nằm thẳng trên tấm thảm, thu hai chân về gần mông, nâng hông lên thành hình vòng cung, hai tay chống vào hông để đỡ lưng của bạn. Giữ im tư thế trong 5 nhịp thở, hạ mông xuống, thở từ từ,